Hôm nay Vũ Hồng review cho cô chú anh chị bạn một căn nhà mặt tiền mà có phòng karaoke rất đã luôn ha. Đây là phòng karaoke của gia chủ đã set up nè. Đó. Bên trong đây hình như là có cái phòng bên trong đây nữa nè cô chú anh chị ơi. Trong đây là còn có cái phòng nữa nè. Ở bên đây nè. Phòng bên trong đây nữa nè ha. Phòng bên trong đây nữa ha. Nó bồn nước rồi trong đây nè. Một căn nhà nằm ở mặt tiền gần cầu Trà Già, đường Nguyễn Chí Nghĩa, địa chỉ 47 Nguyễn Chí Nghĩa. Chiều ngang nhà mình là 3m8 và chiều dài là 17m ha. Đây là lầu 3 của nhà mình nha cô chú chị, nhà đúc bê tông cốt thép và chủ nhà dành riêng nguyên một tầng để làm phía trước chăn nuôi và phía sau đây là làm một cái phòng karaoke. Phòng karaoke trang bị lo đầy đủ hết ha. Đó. Vừa salon, ghế, bàn và dụng cụ karaoke, rồi màn hình tivi, rồi loa vàng âm thanh, rồi đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị, quá dữ luôn ha. Hai chủ nhà cần tiền nên chủ bán cái nguyên cái cơ ngơi này vừa làm ăn kinh doanh. Ở trong đây là có cái khu vực kho nha cô chú anh chị. Và giá cả thì mình cứ đến gặp chủ nhà để mình thương lượng về giá cả nha cô chú anh chị. Ở trên đây nè cô chú anh chị thấy không? Ở trên đây là quạt hút, làm những cái quạt hút để khi mà trong karaoke có khói đồ đó nó hút ra ngoài được. Và cửa này là cửa là hai lớp, là chống ồn luôn, chống ồn, chống cháy, chống ồn. Đó, lo gym boy ha. JBL nè. Đó, mình nhìn lại cái phòng này ha, nguyên tầng này là chủ nhà dành riêng cho cái kho với cái chỗ karaoke nha. Ở phía ngoài này thì mình có thể là mình nuôi nè. Đó, mình có thể mình chăn nuôi nè ha. Và ở đây là có cái toilet ở bên ngoài này để đi vệ sinh nè. À, đây là phía dưới đường nè, phía dưới đường mặt tiền nhà nè ha. Vỉa hè rộng khoảng 5m và phía đây là có một cái khoảng sân đúc ở lầu 1 ha, để mình trồng cây kiểng rồi nha. Ở đây có tiếng xe buýt 46 chạy ngang qua nè cô chú anh chị. Nhà mình nằm bên hông của trường Phổ thông Trung học Võ Văn Kiệt ha. Bên đây là cầu Trà Già. Bên đây là chợ Kim Biên, chợ Bình Tây. Ở khu vực này là nhà là xây dựng được 7 tấm nè cô chú anh chị. Bên kia là chung cư Đê Quang ngay cầu số 1. Có cây nhãn lớn thiệt lớn đó. Đường này đường Nguyễn Chí Nghĩa nha, số 47 Nguyễn Chí Nghĩa. Ngoài kia là khu trên bến dưới thuyền. Đó, quận 8 tổ chức lễ hội Hoa Xuân và những cái dịp Tết là trên lễ hội trên bến dưới thuyền. Ở ngay trước đại trường Võ Văn Kiệt về tới cầu Trà Già luôn nha cô chú anh chị. Ở đây mình qua bưu điện quận 5 rất gần luôn. Ở khu vực trên này ha, mình nhìn lại một lần, đây là khu vực lầu 3 và ở dưới kia là có 4 phòng. Một phòng này là phòng karaoke cực lớn ha. Ở đây thì lên bằng cầu thang sắt thôi. Nhưng mà cầu thang sắt rất là chắc chắn nha, tại nhậu nhẹt được mình làm cầu thang sắt lớn mình đi lên. Ở phía ngoài này có thông sắt bảo vệ nè. Hướng nhà mình là hướng Tây nha, Tây Nam nha. Đó, nhà mặt tiền đường ha. Mấy cái dây điện này là trong tương lai là âm xuống hết luôn, hiện giờ là quận 8 đang âm điện xuống hết luôn cô chú chị. Trong tương lai gần là mình sẽ không bao giờ nhìn thấy những cái dây điện này nữa. Ở đây có một chỗ mình trồng kiểng đồ nè, ai thích trồng kiểng đồ là rất là ok ha. Đây là cái sân thượng phía trước, đây là phòng thứ tư nè. Trên là phòng thứ năm, đây có chỗ xông hơi, giặt giũ, tập thể dục thể hình. À. Ở đây có hai lớp cửa bảo vệ, một là cửa lùa, hai là cửa nhôm bên trong. Đây là phòng tập ha, cho phòng xông hơi ha. Nhà có phòng xông hơi luôn. Rồi.
À, nếu cô chú anh chị bạn muốn xem video nằm ngang thì bấm vào bình luận, Vũ Hồng để cái link của video nằm ngang 16.9 nằm ngang cô chú anh chị bạn xem nha. Ở đây video đứng để xem trên điện thoại ha. Và khu vực này thường đi lên là chủ nhà đã dán tường cao lên đến trần hết luôn rồi. Cầu thang, về hệ cầu thang thì chủ nhà sử dụng bằng đá hoa cương tai vịn bằng inox 304 ha. Còn khu vực đi lên này chủ dán những bức tranh rất đẹp luôn và có những cái đèn chùm trang trí thả xuống rất đẹp ha. Đó, cầu thang đi rất là thoải mái luôn nha. Toàn bộ hệ kính là sử dụng kính cường lực hết. Ở giữa cái khoảng không ở giữa này nè, mình có thể tời đồ lên rất là dễ dàng nha. Khoảng trống rất là rộng. Đó, bên trong có một phòng nè. Đó, đây không sao, không phải chúng đâu. Đây, phòng bên trong nè ha. Đó, phòng bên trong được dán tường bên trên nè, cao lên đến trần bằng giấy dán tường Hàn Quốc và ở dưới là ốp gỗ nha cô chú anh chị. Máy lạnh 1,5 người. Trần dược hợp thạch cao, đèn trang trí hắt đèn màu đầy đủ hết ha. Sàn thì ốp gỗ nha. Cửa thì cửa gỗ cam xe tự nhiên. À, khu vực này là toàn bộ là chủ nhà ốp gỗ hết nè, ốp đá cao lên đến trần hết nè. À, ốp đá cao lên đến trần luôn ha, rất là sạch sẽ nha. Nhà vệ sinh thì sử dụng chung cho phòng trước phòng sau, có chỗ vệ sinh đứng nữa nè. Vệ sinh nam ha, ở đây máy nước nóng. Đây là phòng thứ ba và đây là căn phòng này là phòng thứ hai. Phòng thứ nhất chứ. À, phòng thứ nhất nè ha. Ở phía ngoài là đèn rất là nhiều, chắc là chủ nhà làm để mà bán hàng online hay là giải trí gì ha. Đèn quá trời đèn luôn. Ở đây ở phía ngoài nè. Ở đây ở phía ngoài nè, ban công phía ngoài nè. Ở đây là bằng kính nha, kính nè, kính cường lực, camera ai giám sát là toàn bộ nhà luôn nha cô chú anh chị. Rồi đây là cái khu vực phía trước nè. Đó, khu vực phía trước nè ha. Đây là đúc bê tông cốt thép, mình có thể mở cửa này nè, cái cửa này để mình đi ra đây mình trồng cây rồi nè. Ha, giờ cái cục nóng máy lạnh này để mình trồng cây rồi ha. Đây đối diện với nhà mình nè. Tương lai gần là tất cả cục điện này được âm xuống hết luôn nha cô chú anh chị. Sàn này sàn ốp gỗ ha. Cửa đây là cửa gỗ nha. Bên trong này giấy dán tường mà có cả những cái khung trang trí rất đẹp luôn ha, đèn nè. Cầu thang đi rất đã luôn. Rồi mình nhìn lại nha, cầu thang này là cầu thang sắn theo chiều vận nha. Đó, nhìn dưới lên nè. Và đây khu vực phía trước. Rồi đây khu vực phía sau. Gian bếp ở đây là phía sau cao phía trước là khoảng 1,5 tấc nha. Đó, đây là gian bếp của nhà mình nè. Có chỗ để tủ lạnh lớn nè ha. Chỗ thờ ông táo nè. Trên tủ bếp trên. Tường nhà thì dán cao lên gần 3 mét. Và đây là khu vực bếp, khu vực vệ sinh. Khu vực vệ sinh. Đó. Tường nhà vệ sinh thì dán cao lên đến trần luôn. Đó, bếp mình đây ha. Ở đây là chủ nhà cẩn thận là làm bằng đá hoa cương luôn nha. Gạch là gạch lớn nè, gạch đồ thiệt là lớn luôn, dày nè. Đó, gạch 1m 5 tấc. Đó, nhìn lại cầu thang nhà mình ha. À, cô chú anh chị và bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà ở địa chỉ 47 đường Nguyễn Chí Nghĩa, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bên hông của trường phổ thông trung học Võ Văn Kiệt. Và nhà mặt tiền đường ha, thuận tiện buôn bán kinh doanh nha. Đó, đi vượt cô Hồng dữ à. Nhà mình được bảo vệ bởi 3 lớp cửa nha. Cửa bên trong là kính cường lực, bên ngoài là cửa cuốn, và bên ngoài nữa là cửa lùa ha. Đó, máy lạnh, camera đầy đủ hết luôn nha. Đó, rất đẹp luôn ha.
Như vậy là căn nhà của mình là có 5 phòng ha, gồm có 4 phòng mà 4 phòng ở và 1 phòng karaoke. Nhà chiều ngang là 3m8 và chiều dài là 17m. Nhà có hướng chính là hướng Tây này, Nam. Ha, rồi. Ba lớp cửa nha, cửa sắt, cửa cuốn, cửa kính cường lực. Ha, vỉa hè rộng 5m nha cô chú anh chị. Tương lai là những cái cột điện này âm xuống toàn bộ luôn ha. Nghe mặt tiền đường thuận tiện buôn bán kinh doanh nha cô chú anh chị. Ở khu vực bên đây là khu vực kênh bến dưới thuyền, trường phổ thông trung học Võ Văn Kiệt. Đây đối diện với nhà mình nè ha. Rồi cô chú anh chị bạn vừa theo dõi là Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ 47 đường Nguyễn Chí Nghĩa, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bên hông của trường phổ thông trung học Võ Văn Kiệt. Và nhà mình là nằm khu gần khu vực kênh bến dưới thuyền của bến Bình Đông và gần cầu Trà Già, gần bưu điện quận 5. Nhà gồm có một trệt với 4 lầu, chiều ngang 3m8, dài 17m. Nhà có phòng xông hơi và có một phòng karaoke cực lớn ở nguyên ở lầu 3 luôn. Căn nhà này thì chủ đang kêu bán mức giá là 9 tỷ 580 triệu ha. Và giá cả là còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu có nhà chính chủ cần gửi bán thì vui lòng liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 787878. Vũ Hồng sẽ tới review bán nhanh cho cô chú anh chị ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video lần sau.